ngày 16 tháng 4, phiên tòa xét xử vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Tisco bước sang ngày làm việc thứ năm tiếp tục diễn ra ở phần tranh luận. Nhiều luật sư đã đề nghị hội đồng xét xử đại diện viện kiểm sát đánh giá hành vi phạm tội và xem xét đổi tội danh đối với các bị cáo từ tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí sang tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Theo luật sư bào chữa cho bị cáo Mai Văn Tinh, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam VNS, tại dự án mở rộng nhà máy gang thép Thái Nguyên, chủ thể tham gia giao kết hợp đồng EPC là Tisco và nhà thầu MCC. Do vậy, việc dừng hợp đồng nếu diễn ra sẽ thuộc trách nhiệm của Tisco do Tisco tiến hành chứ không phải là VNS. Đối với cáo buộc điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án lên hơn 8.100 tỷ đồng, luật sư nói vns đã nhận được ý kiến đồng ý hoặc thống nhất của chính phủ và các bộ ngành theo nhiều luật sư các bị cáo không có dấu hiệu đồng phạm trong vụ án này các bị cáo chỉ quyết tâm thực hiện dự án theo chủ trương của cấp trên tự bào chữa cho mình nhiều bị cáo không chấp nhận cáo buộc của viện kiểm sát và cho rằng mình chỉ làm đúng việc đã được chấp thuận theo đúng quy định pháp luật